Trưa ngày 3 tháng 8, Công an thị trấn Mỹ Xuyên đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn đối với bà LTCG, sinh năm 1992, ở ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, vì không thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 ở thị trấn Mỹ Xuyên. Mặc dù bà Ghê biết một phần ấp Châu Thành và Thạnh Lợi thị trấn Mỹ Xuyên nằm trong khu vực bị phong tỏa nhưng vẫn đạp xe vượt chốt kiểm soát để vào thăm đứa cháu. Tại trụ sở công an thị trấn, bà Ghê hứa sẽ không tái phạm và chấp nhận hình thức vào ngân hàng đóng phạt.